Trải qua gần 4 tháng chống chọi với khủng hoảng thị trường do dịch bệnh COVID-19, ông Phan Văn Tưởng cũng gặp không ít khó khăn do phải nuôi cầm chừng cá giống điêu hồng để chờ giá. Thời gian gần đây, thị trường tiêu thụ cá giống đang có dấu hiệu khởi sắc. Không chỉ có thủy sản, thời điểm này, thị trường tiêu thụ nhiều loại nông sản cũng từng bước phục hồi, giá cả cũng nhích lên so với trước. Các loại trái cây như nhãn, chanh, khoai lang, xoài cũng dần khôi phục thị trường tiêu thụ. Đây là tín hiệu tích cực để nông dân tái khởi động sản xuất. Những cái kênh mà phân phối truyền thống trước đây, đặc biệt là những cái kênh mà chúng ta đã kết nối được qua cái mùa dịch vừa qua đó, thì hiện nay thì vẫn giữ được những cái hợp đồng này. Đó là những cái cơ hội để mà coi như là chúng ta mở thêm được cái thị trường mới, giữ được cái thị trường mới cho các hàng nông sản. Hay là đối với thị trường xuất khẩu thì hiện nay thì đối với cái mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng thủy sản, vời gạo thì cũng đang là có những cái cơ hội mới để mà mở ra. Được biết, ngoài các kênh tiêu thụ trực tiếp và kênh online trong mùa dịch, thì hiện tại nông sản, thủy sản của tỉnh Đồng Tháp cũng đã cung cấp trở lại cho thị trường là các chợ truyền thống, các trung tâm thương mại. Giải pháp này đã giúp cho nông sản, thủy sản của tỉnh gia tăng về mặt sản lượng và giá cả, không còn cảnh ùn ứ cục bộ như trước đây. Triển khai thực hiện cái nghị quyết 105 của chính phủ về cái hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như là hộ kinh doanh, tập trung trong các cái giải pháp như là hỗ trợ cho các đơn vị này thực hiện cái công tác về cái phòng chống dịch, hỗ trợ về cái khôi phục sản xuất cũng như là duy trì cái việc sản xuất nhằm cái duy trì không để cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng hàng hóa trong cái sản xuất nông nghiệp. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho nông sản và thủy sản, vốn là thế mạnh và là nguồn kinh tế chính của đại bộ phận người dân trong tỉnh Đồng Tháp. Thị trường tiêu thụ khởi sắc là động lực để người dân tái khởi động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.